Sau đây sẽ là 5 sự thật hấp dẫn về thùng gỗ sồi có thể bạn chưa biết. Số 1. Thùng được định hình theo một phong cách rất cụ thể. Hình dạng của thùng gỗ sồi không phải là một hình dạng do sự trùng hợp. Những chiếc thùng này được thiết kế đặc biệt thẳng đứng, nhưng cũng được cuộn xung quanh hình tròn để dễ dàng vận chuyển. Số 2 là có một cuộc tranh luận lớn về những thùng gỗ sồi tốt nhất. Trong khi một số thùng rượu được làm từ gỗ sồi Mỹ, một số khác được làm từ gỗ sồi Pháp và một số khác nữa được làm từ gỗ sồi Slovenia, không ai có thể đồng ý về loại gỗ sồi tốt nhất. Cả ba loại thùng gỗ sồi này đều tạo thêm yếu tố độc đáo cho rượu, một số cá nhân có thể thích loại này hơn là loại kia. Số 3 là thùng gỗ sồi sẽ thêm tannin vào cho rượu. Đúng, tannin trong rượu vang đến từ vỏ nho, hạt nho và cuống nho, nhưng ít ai biết rằng trong thùng gỗ sồi cũng có chứa tannin. Chất này được chiết xuất thêm cho rượu nhờ quá trình nuôi ủ để tạo thêm cấu trúc. Số 4 là thùng rượu lớn nhất chứa được 220.000 lít rượu. Thùng này nằm ở hầm rượu của Đức tại Heidelberg, thùng rượu lớn nhất thế giới. Nó được xây dựng vào năm 1751, cao 7m và rộng 8,5m, chứa được 220.000 lít rượu và có một sàn nhảy được xây dựng trên đỉnh, một cầu thang cho phép du khách leo lên đỉnh thùng. Số 5 là người làm thùng được biết đến là Cooper. Làm một thùng rượu cho dù là từ gỗ sồi Slovenia hay gỗ sồi Mỹ đều là một quá trình phức tạp. Nghề thủ công này được thực hiện bởi một nghệ nhân khéo léo và được gọi là Cooper. Vừa rồi là những thông tin, những sự thật về thùng gỗ sồi có thể bạn chưa biết. Và các bạn hãy cùng theo dõi Rượu Ngon để chúng ta cùng tìm hiểu nhiều hơn về các kiến thức về rượu vang nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.